Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải đi tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm f của trừ pi chia 2 và fb. Thì chúng ta sẽ thế cái cục này nè, vào đây và vào đây. Thì chúng ta sẽ tính ra được cái cục này. Đó chính là trừ pi. Tiếp tục chúng ta có fb. Thì chúng ta cũng thế cái cục này vào đây luôn. Chúng ta có 2 cộng 2pi. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm đạo hàm của cục fx. Đạo hàm của cos 2x đó chính là trừ 2 sin 2x. Đạo hàm chữ x chúng ta có số 1. Còn số 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho f phải x bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Như vậy chúng ta đẩy số 2 sang bên phải là trừ 2. Như vậy sin 2x sẽ bằng số 1. Như vậy chúng ta sẽ có công thức như sau. Và k thuộc số z. Hồi mình thấy số 2 đây nha. Như vậy, chữ A ở đây đó chính là số 2x. Sau đó mình chia 2 vế cho số 2. Như vậy, chúng ta có khoảng này. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy x nằm trong giữa hai cái số này. Mà x là cái cục này. Mình chia 2 vế cho chữ pi nha. Sau đó chúng ta đẩy 1 chia cho 4 sang bên trái, sang bên phải. Cái cục này là trừ 0,75. Còn đây á, chúng ta tính ra được. Đó chính là 0,75. Trong khi đó, k là cái số nguyên. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta chỉ có một cái số nguyên thôi, đó chính là k bằng 0. Và chúng ta thế số 0 này vào đây. Và chúng ta có x bằng pi chia 4. Thế cái pi chia 4 này vào f. Thì chúng ta sẽ thế vào đây. Chúng ta sẽ có pi chia 2 cộng cho 1. Như vậy chúng ta so sánh giữa cái cục này và hai giá trị ở đây, chúng ta thấy rõ cái cục này là giá trị lớn nhất rồi. Còn cái cục này là giá trị nhỏ nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.